Alo, có một người nghe rồi, một người nghe này đây này, dạ đây, rồi rồi, cảm ơn. Cái phẩm nhân duyên ấy, nó có một nội dung giống nhau, cho nên cái bài đầu tiên ấy, tôi giảng nhiều nhất, kỹ nhất. Rồi những cái phẩm sau, những cái kinh sau trong phẩm đó, thì chúng tôi chỉ nói đại khái thôi, thì các vị coi các vị biết. Các vị coi các vị biết. Còn cái tập trung là ở kinh đầu tiên ấy, tập trung ở kinh đầu tiên. Sẵn đây cũng nhắc lại là nếu điều kiện thuận tiện thì quý vị có thể tìm đọc thêm cái quyển triết học Phật giáo mà bọn chúng tôi giới thiệu, thì cái quyển nó tương đối là sáng, tương đối là sáng sủa, sẽ giúp đỡ quý vị ít nhiều trong cái chuyện tìm hiểu giáo lý duyên khởi ha. Chứ còn không thể nào trong một hai buổi giảng mà thay thế cho cả một cuốn sách đó thì khó lắm. Một hai buổi giảng mà thay thế cho cả cuốn sách thì không có dễ đâu, không có dễ. Thì tôi chỉ nhắc lại là cái công thức để nhớ cái giáo lý duyên khởi đó là gồm một số cái tiêu điểm sau đây. Thứ nhất là do vô minh trong tứ đế nên có ba hành đó, đó là cái tiêu điểm thứ nhất phải nhớ. Cái điều thứ hai nữa đó là trong mỗi giây phút sống của chúng sinh có đủ cả nhân sinh tử và quả sinh tử. À, khi buồn á thì phàm phu sống bằng tâm sân, vốn là nhân sinh tử. Khi vui thì sống tham, cũng nhân sinh tử. À, khi làm thiện bằng tâm lành thì cũng là nhân sinh tử. Đó, cái vấn đề nằm chỗ đó đó. Nhân sinh tử mà có cái tính thiện á thì dẫn sanh cõi vui. À, nhân sinh tử mà có cái tính ác á thì dẫn sanh cõi khổ. Đó, nó chỉ vậy thôi. Trong cái gọi là nhân sinh tử có tính thiện ấy, gồm ba trường hợp. Gồm ba trường hợp là thiện dục giới, rồi thiện sắc giới, rồi thiện vô sắc giới. Với ba tính thiện cõi dục thiên tức là cõi trần giới đó, thiện sắc giới thì sinh về các cõi phạm thiên sắc giới cao thấp tùy theo tầng thiền mình tính. Đó, với tính thiện vô sắc giới cũng vậy,
Alo, các vị có còn nghe không? Ồ. Hồi nãy giờ tôi nói tới đâu rồi? Hồi nãy giờ tôi nói tới đâu rồi? Hồi nãy giờ tôi nói tới đâu rồi? Không nghe gì 5 phút chứ. Vậy cũng nhiều quá. Uống quá. Biết gì bắt đầu rồi nhé. Các vị có đọc hết những cái chat của tôi và đúng nha. Sau khi sinh về sống mãn thọ ở đó thì phàm phu tiếp tục lẫn quẩn theo nghiệp của. Và ở đây này có cái chuyện một cái vị phải nhớ nè, là trong từng phút nhé, phàm phu sống trong quả sinh tử và nhân sinh tử. Không biết cái chỗ này hồi nãy các vị có đọc cái chỗ này chưa? Đừng hiểu lý duyên khởi là một đường thẳng kiểu sợi chỉ đó, đừng nên đó, mà phải nhớ là ngay trong phút này nè, chẳng hạn ngay trong một phút ta vừa sống với lục nhập rồi sáu xúc sáu thọ sáu ái tứ thủ rồi nghiệp hữu rồi sanh rồi già bệnh chết sầu bi khổ ưu não tất cả có thể diễn ra trong trước sau một phút đồng hồ. Quả bây giờ là nhân, xin lỗi nha, quả bây giờ có từ nhân trước. Nhân bây giờ sẽ cho quả tương lai. Các vị có nghe kịp không? Tôi ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ tôi đang nói chuyện các vị. Trước mặt tôi là một bình hoa. Trước mặt là một bình hoa. Thì cái con mắt mà nó nhìn thấy cái bình hoa đó, nó chính là trong quả có được từ cái nghiệp quá khứ. Tôi nói lại, bây giờ tôi đang nhìn thấy cái bình hoa trước mặt của tôi, thì cái tâm nhãn thức mà nó nhìn thấy cái bình hoa đó đó, nó là trong quả có được từ cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà khi mà tôi nhìn bình hoa mà tôi thích thì cái thích đó đó, nó chính là tham ái. Và chưa có hết đâu. Thì trong đó khi nói, các vị có nghe không? Bây giờ các vị nghe không? Rồi, cái kiểu này tôi nghi quá, tôi nghi là bữa nay cái kiểu này nó là tôi nghi là coi như là mình không có đi hết buổi giảng được rồi, cứ từng khúc chỗ này nó kêu là nhạc liên khúc, cái này là pháp thoại liên khúc chỗ này chắc chết, nó chết cho tôi mà chết cho quý vị, chết cho tôi có nghĩa là tôi cứ nó đi nó lại hoài. Dạ không, tôi chỉ mở, có mở nhưng mà cái nó không đáng.
tôi mở cái kinh tương ưng thôi, chứ bây giờ tôi không mở làm sao tôi không mở thì làm sao mà tôi coi tôi giảng được. Tôi mở chú giải đó. Ồ, tôi mở chú giải tôi giảng, tôi đâu có vậy. Bây giờ theo ý của tôi là tôi tắt hết phải không? Ok, tắt hết để mà tôi giữ lại cái bộ tóc này. Tôi tắt mấy cái kinh thôi, tắt luôn rồi. Bây giờ nó là tắt hết rồi đó, bây giờ tôi tắt hết rồi. Dạ rồi. À đúng rồi, nếu mà tôi nói mà các vị đánh được thì tôi khỏi đánh nha. Tôi rồi rồi, được rồi. Dạ rồi. Như vậy thì bây giờ các vị xác định là các vị có nghe không? Các vị đang nghe đúng không? Các vị có đang nghe không? Các vị có đang nghe không? Alo, dạ rồi. Vậy bây giờ tôi không có đụng với cái máy đó, tôi chỉ nhắm mắt hay mũi của nó thôi. Trong một phút của mình đó, nó có cả quả sinh tử và nhân sinh tử. Dạ, nhớ cái đó. À, nếu được mình lấy cái viết á, mình vẽ một cái tờ giấy, vẽ vô cái tờ giấy trước mặt mình á, mình xanh một cái vòng tròn. À, mình vẽ một cái vòng tròn ở trong đó mình thấy nè. Nếu mà có người học có vi pháp, có học vi pháp thì họ học ái thị đạo, họ nghe này rất là dễ. À, có nghĩa là tất cả những cái biết của mình trong sáu trần, đó là cái biết của con mắt thấy cảnh sắc, cái biết của lỗ tai để nghe tiếng, cái biết của lỗ mũi của khứu giác để nghe mùi, cái biết của vị giác, cái biết của xúc giác, thì tất cả mấy cái biết này nè, nó đều là tâm quả hết. Tâm quả là những cái tâm mà nó có được từ cái đời quá khứ, từ cái nghiệp quá khứ. Có người đời này đó, cái cặp mắt của họ nó thường xuyên thấy những cái gì mà không vừa ý, kể cả họ không vừa ý, nhưng mà kể cả những cái không vừa ý, nhưng mà nó là những cái gì sắc đẹp, thì cái đó được gọi là quả, cái là tâm nhãn thức quả thiện. Còn mà có những người suốt đời này là cặp mắt của họ nó thấy toàn cái dơ, cái xấu, cái tào lao không à, thì cái đó được gọi là nhãn thức quả bất thiện. Có nghĩa là nó có cái tâm nhãn thức này, nó có từ cái nhìn xấu đời trước. Tôi một cách tình cờ, tôi biết được một số người Phật tử là từ bé đó, 5-7 tuổi đó là đã đi vượt biên rồi, đi qua nước ngoài. Rồi từ cái năm đó nó qua đây, rồi bà má, rồi ba má, rồi cho đi ăn học, rồi họ ăn nên làm ra. Từ cái lúc mà 5, 9, 10 tuổi là họ đã biết vòng quanh thế giới rồi. Rồi sau đó học hành, lấy vợ, lấy chồng. Rồi hôm nay đó là khi gặp họ tôi mới hết hồn đó. Là đối với họ những cái mà như là Thổ Nhĩ Kỳ, hay là Tây Ban Nha, hay là Pháp, Đức, là coi như là họ đi nát phương Tàu hết. Cái cặp mắt của họ đó, được nhìn thấy ở đó là tại tôi thấy họ có tật hay chê. Cái bữa đó tôi bực, có một lần tôi bực, tôi nói tại sao mà nói phát quá vậy, cái gì cũng chê. Thì tôi thấy cái mặt họ yếu xìu, họ nói thấy cũng tội. Tôi nói con thua thiệt, chú sư đừng có giận, chứ cái mà đẹp hơn cái này tôi đã thấy nhiều lắm rồi. Chứ tôi đi ngang một ngọn đồi, đi chung với họ đi ngang một ngọn đồi đẹp tôi khen, thì họ nói cũng thường thôi sư. Nghe là tôi còn cảm kích, nhưng mà họ nói riết tôi bực. Tôi nghĩ chắc mấy người này họ nổ rồi đấy. Nhưng mà sau này tôi biết không phải, thật sự là như vậy. Thật sự là như vậy. Có nghĩa là họ từng thấy những cái mà nó siêu thực, nó không tưởng, nó hoang đường trong cái suy nghĩ của người khác. Đó là cái quả thiện, cái nhãn thức quả thiện. Có những người họ đến, cái miệng của họ đã nếm đủ, phải nói là họ những cái sơn hào hải vị của cả hành tinh. Bởi vì họ là người Việt mình, nhưng họ có điều kiện. Rồi cũng có một lúc mà họ nói chuyện, họ kể mình thấy cũng có lý. Họ nói xin tưởng tượng một năm tụi con có một tuần, nói xin lỗi một tháng vacation. Xin tưởng tượng hai vợ chồng tụi con chỉ bỏ ra có 5.000 đồng bạc. Tại tụi con đi bằng tiền của công ty mà, mình bỏ túi thêm được 5.000 nữa. Tụi con ăn tới thịt rồng nữa chứ. Mình nghe mình tưởng họ nổ, mà thật sự tới hồi sau này tôi biết là có tiền. Tức là một phần sự hỗ trợ của công ty, một phần hai chồng chỉ bỏ ra có 5.000 đồng bạc thôi. Họ ăn tới thịt rồng nữa. Mà tại sao nãy giờ tôi nói lạc đề như vậy? Tôi nói một điều, đó là có những người trong đời này, họ sống toàn là bằng tâm quả thiện không. Mà trong khi đó có những người từ nhỏ đó là họ đã phải chấp nhận bụi,
rồi nóng, rồi mùi hôi, rồi cái gì cũ, cái gì dơ, cái gì rách, cái gì rẻ tiền mà suốt mấy chục năm trời như vậy, thì cái đó được gọi là cái tâm quả bất thiện. Dù họ cũng mang thân người đó, nhưng mà nên nhớ, không phải một cái người bất hạnh đời này có nghĩa là họ không có phước. Hiểu vậy là sai nha, tôi xác định nha. Không phải một người đời này nè mà mình thấy họ làm ăn mà nghĩ cái người đông suốt nhiều đời đó, suốt nhiều đời là họ không có phước, không phải, mà suốt nhiều đời họ đã làm rất là nhiều công đức. Nhưng mà nhằm ngay cái lúc này nè, nhằm ngay cái kiếp này nè, họ đang ngưỡng quả xấu. Và ngược lại, một cái người mà đời này họ đang sung sướng bằng trời thì không có nghĩa là họ không có ác nghiệp trong quá khứ, có, nhưng mà để nhầm ngay cái lúc này nè, họ đang hưởng quả, họ đang nhầm cái mùa xù riêng, nhớ nha. Những người đó là người sung sướng đời này có thể là đang vào mùa thu hoạch sầu riêng măng cục đó. Còn cái người mà chịu khổ đời này có thể là nhầm lúc vườn trái của họ đang sái mùa, nó không có nhầm với lúc họ hái. Cho nên họ siêng dữ lắm, họ tu hành dữ lắm, họ siêng dữ lắm, làm cỏ rồi bón phân rồi tưới nước rồi cắt tỉa, họ quỳ họ lạy nó mà nó cứ ra lá thôi. Còn cái anh kia là xì ke ma tí chích chót nghiện ngập, nhưng mà nó nhầm ngay cái mùa sầu riêng, nhầm ngay cái mùa măng cục nha. Cho nên là anh cứ việc là anh ra vườn là anh cứ đem vô là anh bán, đem vô là anh ăn ngập mặt. Đấy. Còn riêng cái anh này có thể là anh rất là siêng lắm. Nhưng mà nhầm cái lúc mà nó sái mùa đó, có trái thì chỉ có cằn răng mà chết. Nha. Cho nên phải nhớ rõ cái đó, phải biết thêm cái này để mình thấy rằng đừng có coi thường ai hết. Bồ Tát có lúc còn bị đọa địa ngục. Thì hỏi chứ cái đọa địa ngục nó còn khổ gấp triệu lần cái chuyện mà mình sống với kiếp nghèo ở trên cõi người mà đọa địa ngục của Bồ Tát còn đọa được thì xá gì là cái chuyện sống kiếp nghèo nha. Mà tại sao tôi phải nói chuyện này để cho các vị thấy rằng mỗi người chỉ là một chiếc lá trên cái dòng chảy của cuộc sanh tử. Lúc thì chúng ta ghé vào cái bờ này, khi thì chúng ta sẽ ghé sang cái bến kia. Thì nhằm ngay cái lúc mà mình được hưởng phước thì nó sướng như tiên, mà nhằm cái lúc mình chịu khổ thì nó khổ như điên. Mà tôi nói đi nói lại, tôi muốn nhấn mạnh một điều là ngay trong từng phút chúng ta đang gieo cái nhân mới và đang hái cái quả cũ. Quả cũ là gì? Tôi nghĩa là bây giờ chúng ta đang nhìn cái mình thích nè, đang nhìn cái mình ghét, đang nghe cái mình thích, đang nghe cái mình ghét, đang ngửi cái mình thích, đang ngửi cái mình ghét, đang nếm cái mình thích, đang nếm cái mình ghét, đang đụng chạm cái mình thích, đang đụng chạm cái mình ghét. Đấy, suốt 24 giờ đồng hồ tôi năn nỉ quý vị để ý giùm ha. Suốt 24 giờ đồng hồ còn có lúc nào mà ngủ sâu thích, tức là năm căn vật chất của các vị nó không làm việc không? Trừ ra lúc ngủ thôi nha, trừ ra lúc ngủ thôi. Chứ còn mình thức thì nó khó vô cùng. Nó khó vô cùng. Đức Phật thường dạy rằng ấy, cái con mắt của mình, lưỡi của mình, thân của mình ấy là nó chạy về nước, chồn cáo là nó kiếm dịp nó chung vô hang nha. Thì nó cứ như vậy đó. Chim thì về trời, mà cá xuống nước, mà chồn cáo về hang. Như thế nào thì sáu căn của mình ấy, cái con mắt luôn luôn nó tìm cái để nó thấy, nó nhìn. Cái lỗ tai mình luôn luôn nó tìm dịp để mình nó nghe này nghe kia. Lỗ mũi của mình luôn luôn trong tình trạng available. Lưỡi của mình cũng luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng nó làm việc. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta trong từng phút chúng ta đang sống trong quả. Còn nhân là sao? Nhân nó nói rồi. Có nghĩa là hãy mỗi lần mà con mắt của mình, lỗ tai của mình mà nó biết cái gì mà mình thích ấy, thì mình sống bằng tâm tham. Hoặc là mà rồi nó biết cái gì mà mình ghét ấy, thì mình sống bằng tâm sân. Mà tham với sân ấy thì nó là
nhân sinh tử mà dẫn về cõi đọa. Còn những khi mà mình nghe, mình thấy một chiếc lá vàng rơi, mình tu thiền quán, nghe một tiếng suối chảy mà mình tu thiền quán, khi mình nghe cái thân mình nó đau đớn mà rồi mình tu thiền quán, thì lúc đó là mình đang sống bằng tâm thiền ấy nè, nó lại cũng là nhân sinh tử, có điều là nó đưa về cõi xuống. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Ví dụ như tôi có cái để tôi khoe bà con, tôi tính viết ở trong cái quyển mà chuyện viết về tu tập 2 đó, viết cái bài này, nhưng bây giờ tôi coi như là tôi nói ra rồi thì mà tôi cũng mất hứng rồi. Chứ tôi tính viết một cái bài gọi là cái pháp tu, gọi là si đọa mình sanh tử, mình sanh tử bằng sáu căn thì mình cũng có thể giải thoát bằng sáu căn là vậy đó. Có nghĩa là có những người cái thấy cái nghe của họ nó chỉ đủ để cho họ có tâm sân tâm tham, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận có những lúc, có như những hình ảnh, có những âm thanh, có những cái mùi, có những cái vị, có những cái sự xúc chạm mà nó lại làm cho mình có tâm thiện. Ví dụ như đối với hành giả, đối với hành giả khi mà mình đã tu tới niệm xứ rồi, cái cảnh nào cũng là cảnh chánh niệm của mình hết rồi đó, cảnh nào cũng là cảnh chánh niệm hết, sâu sâu vô người ta cúng cúng là chánh niệm. Và tôi không ngờ là cái mùi hoa lài mà trong những buổi lễ như vậy nó trở thành một ấn tượng rất là tốt với tôi. Bây giờ tôi già rồi, tôi đi bất cứ xứ nào mà tôi nghe mùi hoa lài, tôi nhớ cái chùa lễ, chùa ở Việt Nam nó lạ như vậy đó, nó lạ như vậy. Cũng giống như bây giờ mà tôi nghe cái mùi phân bò đó, ở bên Thụy Sĩ mấy cái vùng mà nông trại đó, mà tôi đi về tôi nghe mùi phân bò đó, thì cảnh này đẹp gì đẹp, nhưng mà tôi nghe mùi phân bò là tôi nhớ thời gian mà tôi sống ở miền Đông Việt Nam ấy, tôi sống ở Long Thành ấy, nó lạ như vậy, nó lạ lắm. Hoặc là mình nghe cái mùi cỏ, cái mùi rơm nó cháy là mình nhớ về miền Tây của mình, ví dụ như vậy. Thì có nghĩa rằng là mỗi cái mùi, mỗi cái âm thanh mà mình nghe được ấy, nó hoàn toàn có thể là một cái lối về, một cái lối về, nó là một sự dẫn dắt, nó là một cái sự khơi gợi cho mình về một cảnh giới nào đó. Đấy, nói như vậy có nghĩa là trong từng phút những gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng và suy tư, thì rất có thể nó là một cái cơ hội để mình sống thiện hay là sống ác, sống thiện hay là sống bất thiện. Mà dầu cho nó mình sống bằng tâm thiện hay tâm bất thiện thì đều là sự sanh tử hết. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là tôi bài bác cách thiện, mà cái thiện này cái phải có, hãy mình còn trong dòng sanh tử thì mình phải có cái thiện để thứ nhất là mình bớt khổ, thay vì mình sanh làm con nhà nghèo thì mình sanh làm con nhà giàu đỡ khổ hơn. Thứ hai là nhờ có cái thiện pháp vậy mình mới có cái trí tuệ, mình mới có điều kiện để mà mình học đạo, rồi mình mới tu hành, mới đắc chứng, mới giải thoát. Chứ còn bây giờ mình cứ nói rốt ráo là ô thiện ác thì cũng sanh tử hết, vậy mình không trao dồi cái thiện là sai. Thí dụ như trong khu rừng ấy, thì nó có những cái con đường mà nó đưa mình tới cái chỗ chết, nhưng mà nó có những con đường đó, nó đưa mình ra bên ngoài rừng. Thì nói cho nó sang như vậy, nhưng mà thật ra cái con đường mà đưa mình đi vô trong rừng sâu, hay là con đường mà nó đưa mình đi ra ngoài rừng đó, nó chỉ là một thôi. Vấn đề là cái hướng đi của mình. Cái vấn đề là chỗ đó. Mình nói là đường này, đường đi vô chỗ chết nè, con đường này rồi, cũng con đường rồi đây là con đường ra ngoài rừng. Nhưng mình tưởng tượng mình nói hai ba cách, nhưng mà thật ra thì hai cái con đường này chỉ là một thôi, cũng con đường đó, nhưng mà mình cái đầu mình cái mặt mình xoay về hướng nào, mình xoay đỡ vô á là coi như tiếp tục mình đi lạc, còn mình xoay đỡ ra đó thì mình đi ra khỏi rừng. Nhưng có một điều, hễ chưa ra khỏi rừng thì mình còn phải có mặt trong rừng, và cái đôi chân của mình vẫn phải tiếp tục đặt trên cái con đường rừng. Đấy, cái thiện pháp cũng vậy đó. Cái thiện pháp của cái người mà cầu đạo giải thoát ấy, nó y chang như cái thiện pháp của cái người mà đam mê sinh tử vậy đấy. Nó chỉ khác có một điểm thôi, là cái tầm nhìn. Nó là cái nhìn. Tôi nhớ Tây nó có một câu hay lắm: du lịch không phải là chỉ đến chỗ lạ, chỗ đẹp, mà là cái cần thiết nhất
ở đây là cái nhìn mới lạ và cái nhìn thưởng thức cái đẹp. Không biết các vị có còn nghe không? Các vị có đọc kỹ câu này không? Du lịch chứ không phải là chỉ đến cái chỗ lạ, chỗ đẹp, mà cái cần thiết ở đây là cái nhìn á, cái nhìn mới lạ. Chứ còn nếu mà mình đến chỗ lạ mà cứ móc cái phone ra cứ kêu về nhà không, anh đang ở đây, em đang ở đây, thì con đang ở đây nè má, cái này đẹp lắm má, mà cứ chung vô bụi nói phone không mà, thì tôi nghĩ cái đó không phải là du lịch. Cái đó tôi đã thấy vậy rồi, tôi đã thấy có người như vậy rồi, đi đến đâu đi nữa đó là cứ là móc cái phone ra chung vô bụi, cứ móc cái phone là chung vô bụi đấy. Rồi còn cái vụ này nữa, cái vụ này nói lạc đề nhưng mà không thể không nói, bên nó có liên quan. Là có người là cứ đi tới chỗ đẹp đó là cứ móc cái mắt cái chứng gì đó là cái chụp hình. Mà các vị nghe cái này chắc các vị chống đối tôi, các vị không đồng ý, nhưng mà các vị nghe kỹ một chút các vị sẽ thấy đồng ý với tôi. Là những cái hình ảnh mà mình chụp được á, mình đem về nhà đó, nó chắc gì mà nó đẹp bằng những hình ảnh trên internet. Người ta chụp bằng cái máy professional, mà chụp bằng cái máy chuyên nghiệp, mà đã vậy đó, bằng cái khả năng chuyên nghiệp, thiếu gì cái người như vậy, thiếu gì cái máy như vậy, mà đem lên internet nó còn đẹp hơn nữa. Còn mình thấy đẹp quá đó, mình cứ móc cái phone mình chụp, mà lấy cái máy chụp hình để mình chụp, đúng, cái đó thì đúng. Nhưng mà cái hai cái cho vui thôi. Nhưng mà cái chủ yếu là mình phải nhìn, mình phải quan sát. Vì sao? Là vì mình đi du lịch là mình phải nhìn bằng con mắt. Và đằng này đi tới nơi móc cái máy để chụp, lòng lơ không chụp coi. Xong rồi cái lên xe chạy, nó lúc đó giờ mới móc cái phone, móc cái máy để chụp hình ra ngồi coi lại, mà tưởng sao coi hình chết không à. Các vị nghe kịp không? Coi toàn là hình chết không à. Cho nên theo tôi đó, theo tôi thì tôi mà tới chỗ đó đó là tôi sẽ đi gọi là tan nát hết. Tôi đi bằng đôi chân của tôi nhìn bằng con mắt của tôi lắng nghe cái tiếng nước chảy, cái tiếng sông vô biển, của hoa, của cỏ, của đất, của đá bằng lỗ mũi của tôi sờ chạm bằng cái bàn tay của tôi cho đã đời đi nha. Xong rồi tôi nó từ lựa cái chỗ nào mà ngon lành nhất, độc đáo nhất, tôi móc rồi tôi bấm hai cái ba cái rồi nhìn. Chứ trừ trường hợp mình đi với một cái người nào đó thì mình chụp hình cho người ta, bởi mình về mình để cho ta kỷ niệm, thì cái đó tôi đáng tôi cần cắn răng người chụp. Chứ nếu mà tôi đi một mình thôi là tôi chỉ làm những vài tấm để gọi là nghe không, rồi cứ vậy chắc tôi ngừng quá, tôi chán lắm mà. Tôi gần quá, tôi chán lắm mà. Tôi gần quá, tôi chán.